Xong rồi lúc đó em đề nghị là thuê khách sạn cho bạn này ở. À, không, anh chỉ đề nghị là bạn này ở thôi em đi về. Dạ, nhưng mà em không chịu. Bạn sợ ma? Dạ đúng rồi. Em nói là thôi bây giờ anh để ấy là bạn để vậy sao mà được. Sợ ma lắm, y sợ ma lắm. Thôi bây giờ ở lại chung luôn đi. Lúc đó em thì em cũng đá lại. Nhưng mà đạp cái kiểu giống như là kêu là đụng tiếp đi vậy. Tại sao? Dạ. Thì em cũng gác tiếp xong đập qua đập lại cái nhìn nhau. Cái hôn nhau không có gì hết. Cái chuyện đỏ hậu. Không, nhưng mà ghê. Rồi, xin mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Thành Thuận. Dạ, em 31 tuổi. Em làm nhân viên event. Chị là nhân Thuận là chị té ghế được rồi đó. Anh Quốc Thuận hỏi chuyện em Thành Thuận. Mời em. Dạ, em tên là Hồng Y. Em năm nay 29 tuổi. Em đang làm nhân viên văn phòng. Thuận và Y gặp nhau trong trường hợp nào? Dạ, tụi em quen nhau cách đây 16 năm. Hả? Trời ơi. Dạ. Thâm niên dữ vậy đó. Dạ. Tại vì hồi xưa tụi em học chung trường. Học chung cấp 2. Dạ. Lúc đó em 16 tuổi thì vợ em 14 tuổi. Cấp 2 đó là lớp 9 đúng không? Dạ, dạ đúng rồi, lớp 8, lớp 9. 16 tuổi học lớp 8 hả? Dạ, tại vì em học trễ. Rồi sau thời gian đó thì học hết cấp 2 là tụi em mất liên lạc. Cho đến khoảng 10 năm sau á thì tình cờ là đám cưới của một người bạn chung hồi cấp 2, cái tụi em mới gặp lại. Rồi trong cái đám cưới đó hai bạn gặp nhau thì cái sao ta? Dạ, lúc đó là tụi em ngồi chung một bàn. Xong thì ấn tượng đầu tiên của em gặp lại bạn này á thì lúc đó bạn này rất là sexy, thì dáng thì cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. Với lại ngồi trong cái nhóm bạn mà nhóm bạn thân của em, cho nên những bạn kia thì lúc nào cũng gặp hết rồi, còn bạn này thì lâu quá không gặp lại. Lâu mới gặp lại. Mà có nhận ra nhau liền không? Dạ nhận. Rồi gặp nhau đám cưới, rồi tiếp theo là gì? Đám cưới xong rồi mấy bạn rủ nhau đi karaoke. Đi karaoke ngồi với nhau thì lúc này bạn này đòi về sớm để đi Sài Gòn đi làm. Khi mà gặp nhau á thì em quyết định là chắc mình phải cưa bạn này cho bằng được. Thì em mới đề nghị là trở về nhà. Thì trên đường trở về thì em hỏi xin số điện thoại. Rồi đến bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Dạ 2 tháng. Rồi. Mà lúc đó em có nghĩ là em sẽ yêu bạn này không? Dạ không, tại vì em nghĩ bình thường bạn bè gặp lại, lâu quá mà gặp lại thì rủ đi chơi thì mình đi thôi. Nhưng mà sau đó tại sao 2 tháng thì em lại quyết định yêu bạn này? Tại vì tụi em đi chơi xa, đi về Vũng Tàu thì đi bằng xe máy, xong rồi đi lên thì vợ em mới lúc đó là đòi về. Đêm rồi, khuya rồi, mình phải về chứ không về tao nói sao? Rồi sao? Em có chịu về không? Dạ cũng về. Về tới Sài Gòn thì 2 giờ sáng. Nó là em ở trọ, 2 giờ sáng thì cái phòng trọ đóng rồi. Em mới gọi điện cho cái chị mà chủ trọ thì chị không bắt máy. Rồi sao? Xong rồi lúc đó em đề nghị là thuê khách sạn cho bạn này ở. Không, anh chỉ đề nghị là bạn này ở thôi em đi về. Dạ nhưng mà em không chịu. Bạn sợ ma? Dạ đúng rồi. Em nói là thôi bây giờ anh để ấy là bạn để vậy sao mà được. Sợ ma lắm, y sợ ma lắm. Thôi bây giờ ở lại chung luôn đi. Lúc đó em quân tử lắm. Em kêu là thôi vậy thuê phòng kế bên để em ở kế bên. Chà vô duyên. Xong rồi, sợ ma. Cứ không chịu luôn. Tại vì em nói nếu mà hai phòng kế bên mà vừa sợ ma mà còn tốn tiền nữa. Nói thôi bây giờ cứ ở chung phòng đi, dù sao cũng bạn bè mà có gì đâu. Cái phòng đó là 2 giường hay 1 giường? Dạ 1 giường. 1 giường đó. Dạ. Nhưng mà tụi em mệt quá, tụi em lăn ra ngủ hết rồi anh. Ngủ rồi có nghĩa là... Dạ lúc đó ngủ không biết gì hết anh. Xong rồi sáng ra mới biết. Là có gì không? Dạ sáng ra thì cũng nằm nướng vậy đâu, tivi lên xem. Rồi cái chuyện nướng làm sao? Dạ xong thì lúc đó là máy lạnh, thì lúc đó cảm giác lạnh rồi đó. Thì kéo cái mền đắp chung đó. Thì lúc đó em mới lấy cái chân em khều khều đụng qua. Đụng bạn này đụng nhẹ bạn bên này. Thì em cũng đá lại. Nhưng mà đạp cái kiểu giống như là kêu là đụng tiếp đi vậy. Tại sao? Dạ. Thì em cũng gác tiếp xong đập qua đập lại cái nhìn nhau. Cái hôn nhau không có gì hết. Cái chuyện đỏ hậu. Không, nhưng mà hôn nhau vậy là có nghĩa là bạn này đã quyết định là yêu đồng bạn ý này rồi. Dạ. Mới là đồng ý cho hôn. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Thì sau đó tụi em sáng đúng không? Thì hôn nhau, nhưng mà hôn nhau sau đó một tuần đòi chia tay. Ủa sao vậy? Tại vì học chung với nhau vậy đó, xong quá trời bạn chung luôn, giờ mà tự nhiên em quen á, cái mấy bạn kia biết rồi kỳ lắm.
Chị đâu kỳ. Mấy bạn chọc xong rồi lúc đó làm em phải cưa lại từ đầu, cưa thêm tháng nữa thì mới dính. Mới chính thức. Dạ. Rồi bao lâu đám cưới luôn? Dạ là 2 năm. 2 năm mới đám cưới. Bây giờ tụi em đã có em bé chưa? Dạ 20 tháng rồi. Như vậy là hai vợ chồng cưới nhau xong về thì có phát hiện điều gì bất ngờ ở chồng em không? Dạ có. Giờ là tụi em rất là khắc khẩu. Mỗi lần cãi nhau với là bạn này im không có nói gì hết á. Cái em càng tức hơn nữa mà mình cãi nhau với đối phương mà đối phương im lặng không nói giống như là khinh thường vậy đó. Thì có một lần em bực quá thì em mới đập bàn. Hết hồn em quay lại hỏi làm gì tưởng sao đập bàn. Lấy gì đập vậy? Lấy bịch bánh mì. Trời, bịch bánh mì đập bàn. Tại vì em tức quá không biết làm gì hết á. Tức mà giống như là bị ức chế. Tại vì ví dụ như là có chuyện gì thì cãi nhau thì mình phải cãi lại, phải nói. Nhưng mà thường hai bạn hay cãi nhau về chuyện gì nhiều nhất? Về con cái là nhiều. Bây giờ trở lại cái vấn đề là trước khi tụi em đám cưới á, tụi em có hay ngay cự cãi hay về vấn đề gọi là chuẩn bị mọi thứ cho cái đám cưới? Không có nghĩa là đám cưới tụi em có suôn sẻ hay là có cái khó khăn gì trước đám cưới không, hay là vẫn suôn sẻ như là cái mối tình của tụi em vậy? Lúc mà sắp cưới á thì tụi em mới đang ngồi trong công viên thì lúc đó cũng có cãi nhà về vấn đề tiền bạc với lại là cái cách mà tổ chức đám cưới rồi ý kiến này nọ thì không ai nhường ai hết. Lúc đó em tức quá em mới nói là thôi chia tay luôn đi, khỏi cái đám cưới gì hết. Thì bạn này mới kêu là thôi không cưới thì thôi. Lúc đó em nói chia tay em về em nói với mẹ là hỷ hôn đi, anh về nói ba má khỏi qua. Nhưng mà rồi sao? Xong rồi cái nói vậy thôi đi về. Bạn này kêu là thôi chia tay thôi để em đi bộ về. Xong rồi cái em cũng để cho đi bộ về luôn. Trời ơi. Không thiệt tình thiệt. Tại vì lúc đầu yêu nhau là em đã giao rồi. Em nói là yêu nhau mà giận nhau là không có được đi bộ về. Nếu mà đi bộ về là để cho đi bộ về, chứ anh không có thích là đi theo năn nỉ. Cái là em đi bộ về luôn. Xong mà đi bộ về, em để cho em đi bộ. Mà em cứ quay lại mà không thấy. Tại vì em đi sớm, ông như nhanh lắm mừng mà. Cái em đi về luôn. Thì sau khi về nhà thì em cũng suy nghĩ, em thấy chỉ có chuyện như vậy mà mình đòi chia tay á, thế mình cũng sai. Nhưng mà em gọi điện cho bạn này thì bạn này không bắt máy. Lúc đó em đi nhậu. Đi nhậu gì buồn hay là bực? Dạ bực. Rồi khi mà tỉnh lại rồi hết bực thì cô quay lại năng lý. Lúc đó thì em mới em thấy vậy thì em gọi điện hoài thì bạn của bạn này nè đang nhậu chung á mới bắt máy, cái nói là bây giờ Thuận đang ở bên này nè vậy đó. Em cũng lo lắng tại vì bạn này đang còn giữ tiền nữa. Giữ tiền cưới. Giữ tiền cưới. Em cũng lo lỡ mà rớt nó chết luôn. Cái là em mới xách xe em chạy qua luôn, em tự làm qua chứ. Cái là tụi em cưới. Cưới xong rồi có cái tiếp tục cái kiểu giận hờn đó rồi đòi ly dị không? Dạ có. Ai dạ, bạn này đề nghị ly dị thì đó. Tôi hỏi là tại vì dạ. Cái kiểu này giống nít quá à. Ủa mà lý do gì mà em đòi ly dị? Cái lần đầu tiên á là lúc đó là em đang có em bé. Lúc đó cũng được 7-8 tháng rồi, cũng sắp sinh rồi. Thì trong một lần là bạn này có tiệc mới là chở em đi. Hôm đó vui á nên là bạn này nhậu nhiều. Xong mà em mới tới em mới nói là anh ơi uống ít thôi. Mà bạn này cũng vậy à. Xong rồi em mới tức quá em mới nói là thôi đi về. Thì em leo lên xe, em chưa kịp ôm thì bạn này chạy một phát rồi. Thì em rớt xuống. Trời ơi. Thật ra thì lúc đó em không có uống nhiều. Em chỉ cầm ly cụng rồi em nhấp môi thôi à. Nhưng mà khi mà đẩy xe ra thì bạn này có cái thói quen là giận nhau là không có ôm. Nhưng mà em nghĩ không ôm thì thủ thế rồi, tại vì đang có bầu mà. Em đâu có biết đâu. Thì em lúc đó em chỉ lên ga nhẹ chút xíu thôi. Bạn này làm nhanh quá mà. Thì cũng rồi rớt cái bịch luôn vậy hả? Xong rồi lúc đó em cũng khóc tại vì em lo á. Em lúc cũng đau bụng. Xong rồi cái là chở đi bác sĩ thì hên không có gì hết. Cũng đỡ kỳ đó. Thì sau đợt đó em về xong là tối đó em về em nói là ly dị. Tại vì em buồn quá tại vì bạn này không có lo gì hết, không có nghĩ cho em mà nghĩ cho em bé nữa. Cái là em đòi ly dị. Rồi bạn này sao? Em thấy là cũng có lần lỗi. Đầu tiên bạn xin lỗi em luôn. Thì tôi nghe xong qua tôi muốn nhổ tóc ông ghê. còn lần thứ hai sao em? Dạ lần thứ hai là lúc đó là chuyển qua nhà mới thì cái phòng đó là chưa có bắt đèn. Em thì em sợ em bé không có đủ ánh sáng á. Em mới nói bạn này là phải bắt đèn mà nói hoài, ngày nào cũng nói cả tuần luôn. Bạn này cũng không chịu bắt đèn. Cái bữa đó em tức quá không chịu bắt đèn thì ly dị đi. Thì cái thời gian đó là công ty em cũng nhiều việc lắm, em cũng bận. Thì em cũng câu cái bóng đèn cũng sáng đủ cái phòng rồi. Thì băng câu tạm đi. Thì khi mà bắt cái bóng đèn dài thì cũng phải khoan rồi này kia, cũng mất nhiều thời gian lắm. Thì em nói thì thôi để khi nào anh có thời gian anh làm cho.
Thì cứ đòi ly dị, em nói thì ly dị em viết đơn đi anh ký. Trời ơi, có mấy cái bóng đèn không mà ông đòi ly dị. Không biết là còn bao nhiêu lần ly dị kiểu vậy nữa. Nè, ông phải thay tả cho con nghe. Ông thay mày vô lạng hoàng rồi tôi ly dị. Gì đây? À, có không? Không, thay tả thì em tự giác. Không phải, từ đó, từ cái vụ mà thay bóng đèn cho tới giờ, có lần nào âm ly dị gì? Dạ hết rồi, có 2 lần hết rồi. Có dự định trong tương lai không? Đâu. Tại vì bữa đó em cũng nói giỡn thôi mà bạn này tự nhiên đồng ý luôn. Thì em nói em không biết viết đơn. Em kêu là lên Google search tìm đơn về viết. Nhưng mà nhớ để vô đó lý do là ly dị vì không chịu mắc bóng đèn. Không chịu mắc bóng đèn. Hề quá. Còn gì nữa không em? Từ khi mà sinh con xong á là tụi em có nhiều cái mâu thuẫn là về cái việc mà nuôi con. Em ở nhà em chăm con, các bạn đi làm về, các bạn cứ nhìn xong cái sao em xích dầu ít quá rồi, không chịu xích dầu, không chịu mang vớ tùm lum hết trơn á. Thì lúc đó em cảm giác là em rất là bực bội, tại vì mình đang ở nhà nữa mà mình đã cố gắng hết sức rồi mà giống như là bạn này không có tin tưởng em vậy đó. Lúc mà tới cái thời kỳ mà em bé ăn dặm á, mày nấu cháo để cho bé ăn, xong bạn này về nhìn vô tô cháo cái ủa em nấu cái này với cái này có hợp không, em nấu cái này con ăn được không, em có nghiên cứu chưa chị đó. Em cảm thấy là bực bội về cái vấn đề đó, tại vì mình đã cố gắng mà bạn này không có động viên mà còn nói em này vậy nên. Bạn này là chỉ có mỗi một cái tật đó thôi đúng không? Còn kể tiếp xấu bạn này đi. Vợ dạ. Em có tật xấu gì không? Hay than lắm anh. Rồi nhà ở gần Mỏ Than Quảng Ninh đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Hai vợ chồng hết rồi đó, đúng không? Có bộ tìm cái xấu về nhau khó ghê luôn á thiệt á. Hay là trước khi lên chương trình này đã thống nhất với nhau là không được kể xấu về nhau đúng không? Dạ không, có cái xấu nữa mà em thình lình quá em run quá em quên rồi. Cái gì? Hai con cái sao gì? Mà đánh gì đó. Vậy là cái xấu quá ít đi đúng không? Sau khi mà tụi em sinh con xong thì cũng cãi nhau nhiều. Nhưng mà lúc mà cãi nhau thì bạn này không có im lặng giống như lúc trước nữa. Mà mỗi lần em nói cái bạn này cứ kêu là vậy đó. Tôi vậy đó. Em điên quá em nói là vậy thì anh đi ra khỏi nhà em đi. Em đuổi ra khỏi nhà tại em. Có nghĩa là câu này là thay cho câu ly dị đó đúng không? Đúng rồi. Ủa mà cái nhà là nhà của ai mua? Ở trọ tụi em đang ở trọ. Ở trọ. Cứ mỗi tại lần giận nhau là đuổi em ra khỏi nhà. Em nói ngu sao đi. Nhà này nhà thuê mà đâu có, em nói là hèn chi là không mua nhà là phải rồi. Tức có nghĩa là hai vợ chồng em chắc thường xuyên cãi nhau đúng không? Rồi cãi nhau rồi ngày. Thôi không có gì hết à. Mà cãi qua cãi lại xong rồi cười huề đúng không? Dạ nhưng mà bạn này thì giận dai hơn. Mới là giận mấy ngày rồi không nhắn tin không gọi điện không. Mà mỗi lần cãi nhau như vậy rồi ảnh hưởng tới cái chuyện mà ban đêm không? Dạ cũng ảnh hưởng lắm. Đâu có vui vẻ gì đúng không? Dạ, là đúng mỗi rồi. Lần mà cãi nhau là bạn này nằm không có hôm em. Xong rồi lúc mà mới cưới thì cãi nhau hả, bạn này mỗi lần cãi nhau xong bạn này nằm im, xong em tức quá em nói hoài mà em khóc to lên để coi phản ứng của bạn này như thế nào. Ủa sao kỳ vậy, im re à? Cái em ngồi dậy em quay qua em thấy bạn này ngủ đi. Bạn này là bạn này rất là vô tâm, không có quan tâm tới vợ gì lúc nào cũng vậy á. Không biết là trong lòng sao nhưng mà ở ngoài cứ vậy. Trong lòng em sao? Bây giờ hỏi luôn nè. Thì tức là cãi nhau là em tức lên là em nín, em không làm gì hết á. Tự nhiên đang cãi nhau sao quề liền được, phải có thời gian chứ. Em nghĩ vợ chồng thì cãi nhau, ý là cãi nhau để hiểu nhau rồi thôi. Thì mình sẽ bình thường chứ nếu mà giận nhau trong nhà mệt mỏi lắm. Rồi bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Quan tâm đến em nhiều hơn. Rồi còn gì nữa không? Phải tin tưởng em về cái cách nuôi con. Tại vì em cũng hiểu, em cũng biết và em cũng có tìm hiểu rồi. Bạn thấy vợ bạn nói vậy bạn có đồng ý không? Dạ cũng hơi đồng ý. Ủa sao kỳ, ủa sao kỳ vậy kìa. Còn nếu mà bạn không đồng ý thì bây giờ so ra đi. Có nghĩa là gì nè, vậy đơn giản lắm. Em nấu đi, rồi coi một cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu. Rồi chồng nấu đi, rồi xem cái tô đó nó ăn trong bao nhiêu lâu. Nếu mà bạn nào nấu mà bạn nhỏ đó ăn nhanh hơn thì bạn đó nấu ngon hơn là đúng hơn. Thì mai mốt bạn này phải nghe bạn này hoặc ngược lại. Dạ. Vậy thôi. Tối nay về làm thử đi nghe. Thôi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Hai bạn hạnh phúc lắm á chứ hai bạn. Cảm ơn. Em thấy anh này sao mà hờ quá, hiền quá. Em nhìn anh này thì em nghĩ là chắc không biết cô gái đâu. Chị nhìn vào nó có cảm giác hờ. Đó là cái cảm giác ban đầu thôi. Yeah. Quen nhau á thì anh hay qua nhà em chở em đi chơi lắm. Tự nhiên về nhà rồi cái không chở nữa, cứ cuối tuần ở nhà không, mà trong khi em thì vẫn cứ nghĩ là giống như hồi chưa cưới. Em là em thích ở nhà. Anh là thích ở nhà, còn em thì thích đi ra ngoài đường. Vậy à. Bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng tiếp theo. Không biết cảm nghĩ của chị như thế nào. Cảm nghĩ đầu tiên của em khi mà em gặp cặp vợ chồng này thì em thấy đây là một cặp vợ chồng trẻ,
Thế các bạn còn trẻ quá ha. Thì năm nay các bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em tên là Khánh Ngọc, em là năm nay 26 tuổi. Xin lỗi. Khánh Ngọc. Dạ, em tên Khánh Ngọc. Wow. Có rồi, nếu mà chị không gặp em, chị lại tưởng em là con gái đó. Đúng vậy. Cái tưởng đó là ca sĩ Khánh Ngọc không ạ? Dạ, em cũng có nhiều bạn bè cũng cũng nói là em cũng giống tên chị giống là... Đúng rồi, nhưng mà có bao giờ mà cái ngày lễ nào của phụ nữ em bị nhận làm quà chưa? Dạ, dĩ nhiên có chị. Có luôn á. Nhất là ngày 8 tháng 3 đúng không? Dạ, không chỉ là ngày 8 tháng 3 mà thẻ bảo hiểm nè, cái giấy chứng nhận nhân viên của em cũng là bà chứ không phải gì là ông. Trời vậy đó hả, mấy xíu dạ. Em phải làm Mr. à. Rồi, xin mời bà xã của em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Bảo Trân, năm nay 26 tuổi. Nếu như em không nói tuổi thì anh có thể đoán em là khoảng chừng 16 tuổi. Thế thì hai bạn còn rất trẻ, vậy thì hai bạn quen nhau như thế nào? Vợ chồng em là học chung một trường đại học. Tình cờ là em có nghe tiếng cười của vợ em. Ủa lúc đó em cười sao mà để chồng em nghe? Em đang ngồi nói chuyện với lại các bạn nữ. Rồi không biết sao nói chuyện gì mà cười như thế nào em cũng không biết. Cười dữ gì nghe cười nghe em cười thôi. Tại vì nếu mà cười bẽn lẽn người khác à, chắc chắn mà để dạ, đúng rồi. Chắc chắn phải cười bẽn lẽn rồi. Dạ dạ. Phải cười em cũng không có nói gì thôi. Tao cười thử coi. Vậy là nghe rồi đúng không? Vậy là ấn tượng từ cái tiếng cười. Dạ đúng rồi. Thì em nghe cái tiếng sao là tiếng cười đã tai quá. Đã tai. Dạ. Nhưng bắt đầu em mới chú ý thì em có hỏi là cái bạn ngồi ở trên đó, bạn nữ đó tên là gì? Nói là tên Trân. Thì em nói thôi có khi nào để cho mình cua này hỏi sao? Cua này. Dạ. Có nghĩa là ấn tượng của em về vợ em là chỉ có tiếng cười thôi sao? Bị cuốn hút bởi cái tiếng cười trước. Tiếng cười quá dễ thương. Bắt đầu là em mới tìm những câu hỏi sau em mới nhìn mặt. Nhìn mặt thì em thấy càng dễ thương nữa. Càng dễ thương nữa. Bắt đầu tìm những câu hỏi để em tiếp xúc là vợ em. Trân thì có ấn tượng gì với chồng của em không? Em thấy anh này sao mà khờ quá, hiền quá. Dân dân tội sao? Em nhìn anh này thì em nghĩ là chắc không biết cô gái đâu. Chị nhìn vợ nó có cảm giác là... Đó là cái cảm giác ban đầu thôi. Yeah. Biết đâu được là không phải như vậy. Đúng rồi, đúng rồi, rồi. Khám phá bây đây giờ bây giờ mới khám phá đây nè. Đó. Đó, bây giờ nếu mà khờ thì làm sao mà có được Trân đúng không? Vợ em á thường thường đi chung là bạn thân hết. Một hôm em có nhờ lại bạn thân của vợ em á để bạn về trước đi để cho mình trở về. Thì bạn anh cũng có làm ra cớ để về sớm. Có nghĩa là không hề khờ tí nào. Cái này là dùng thủ đoạn tiếp cận đối tượng. Dạ khờ. Rồi em. Lúc đó em chưa nghĩ là cách nào đem về hết. Tự nhiên ở đâu anh chàng lại đi lên. Em đứng sao sẵn anh. Nói là để Thảo bạn bận hả, để Ngọc chở chân về nha. Thì cái lúc đó em gật đầu luôn. Lúc đó em có cảm giác đó là cái chiến lược của chồng dạ, em đi không, chợ. Em không hề biết luôn. Tại vì lúc đó bạn em mới có bạn trai á, nên em tưởng là chắc là đi chơi thôi, bận thì cũng có lý. Nên em không nghi ngờ gì hết. Vậy lý do gì mà em cứ để chồng em chở em về? Tại vì có mình bạn này chở em về, em không biết về cách nào hết. Mà chở nhau nhiều lần như vậy thì chắc chắn là bạn sẽ có rất nhiều cơ hội để tỏ tình đúng không? Dạ đúng rồi, quan trọng là lúc đầu là mình chở được thì mình có cơ hội mình tiếp xúc mình nói chuyện. Anh cứ có cái trò hay lắm, làm thư bí mật á, ô chữ ô số á, vô học cái đưa cho em bức thư. Nhưng mà em nhìn vô không có gì hết, toàn là cái khung rồi có chữ là A, B, C, D gì đó. Muốn biết được là trong thư muốn nói gì đó, thì em phải tìm ra coi là anh muốn nói cái gì trong đó. Nhưng mà thường thì là nói những câu gì? Sau giờ học thì chở Ngọc chở Trân đi ăn chè. Sau giờ học Ngọc chở Trân về nha. Chứ không có cái chữ kia hả? Chưa dám rồi chị ạ. Em thở đầu quá, nói sớm quá, từ bị chối. Dạ, phải từ từ thôi, từ từ chứ từ thấm. Rồi vậy là cái cú knock out là bữa nào đâu, em kể chị nghe coi. Em tạo ra một cái file Excel có 3 chỉ như chị nói vậy đó. Thay vì là để hiện rõ ra thì em để ẩn. Em gửi cái file Excel đó cho vợ em. Thì lúc đó em nhận cái file, em mở ra sao thấy trăng tròn, em tưởng ảnh gửi nhầm. Cái em mới chat lại với anh, ủa có gửi nhầm không, cái file này đâu có cái gì đâu. Ảnh cứ nói là nhìn kỹ lại đi. Em cứ ngồi em nhìn, em tưởng là sẽ có cái gì hiện ra. Mà sao nhìn hoài cũng không có gì hiện ra. Cái em lại hỏi anh một lần nữa, nhìn nãy giờ rồi cũng có gì khác đó, cũng phải lúc đó em phải nhắc. Lúc đó em phải nhắc là vậy em phải là bỏ bôi đen đi rồi em mới thấy được. Em mới nghe lời em bôi đen thì thấy ba chữ I love you. Khi đó thì em cũng chưa chắc chắn là vợ em có đồng ý hay không. Thì em cũng có hỏi là vợ em là ý em như thế nào. Vợ em cũng gửi đúng một file lại luôn. Em sợ là đôi khi nó trả lại thì sao, không có nhận tình cảm thì sao. Đó thì em cũng hỏi vợ em có nói là vô lớp mi không. Đó là bước liệm. Để bây giờ bắt đầu tới cái bước mà thì em có một cái hoạt cầu hôn vợ em. Thì em biết ý vợ em là
thích chỗ lãng mạn. Trước ngày cầu hôn thì em đi đến một cái nhà hàng nào đó có đặt món sẵn hết luôn. Sáng ngày hôm sau là em đi ra cái chợ hoa, vô bông đến chỗ cái nhà hàng đó gửi, và em dặn rất là kỹ, khi nào em cứ báo thì cứ ra hiệu là cứ đưa bông ra. Hôm đó sao em thấy lạ quá, thường thì anh chỉ chở em đi vòng vòng gần nhà em thôi, lần này anh chở em ra tới quận Nhất Lận. Thấy chạy vô một cái tòa nhà thật là cao, em cũng hỏi ủa đi đâu vô đây chi vậy. Anh cũng cười cười, anh không nói, anh dắt em đi lên tầng cao nhất của cái tòa nhà đó, dẫn vô cái chỗ ngồi. Khi đó là vợ em đang nhìn cảnh thành phố đi, thì em có gia hiệu đưa bông ra, em mới chiều vợ em. Theo phản xạ thì em quay qua em thấy cái bông đưa sẵn nè, tự nhiên cái ảnh nói em đừng buồn. Sao em lại nghĩ là cổ buồn? Ừ, lúc đó là người phụ nữ cái vui chứ. Chắc có thể là vui quá thì đôi khi buồn quá cái vui. Em buồn buồn mắt dạ. Rưng rưng á. Thì em cũng sợ. Khi đặt cầu hôn là em đã chuẩn bị rồi, tới 5 phiên bản cầu hôn nữa. Anh yêu em là em có đồng ý làm vợ anh không? Hay là rất là nhiều cái. Nhưng mà khi đến thấy vợ em buồn quá, em hết hồn cũng cũng quên hết đó là dạ. Nhưng mà đến đó là thật sự là mình cũng không biết xử lý cái tình huống như thế nào nữa. Khi đó mình cứ nói là em đồng ý làm vậy nhé. Đợi một vài phút sau vậy em trả lời luôn. Đúng quá, em cũng hết hồn. Lúc đó em hồi hộp quá. Rồi một hồi sau á em gật đầu. Rồi vậy thôi. Thế là khi đó mà mới về giải tỏa được anh. Lấy nhau được mấy năm rồi ha? Dạ khoảng 1 năm chị. Bây giờ sau khi cưới về thì cái sự lãng mạn nó có leo đuổi cho tới bây giờ không? Khoảng thời gian đầu thôi, trong quá trình sống á cũng có những cái mâu thuẫn với nhau, không có hiểu nhau. Chị nghĩ trong lúc yêu là hiểu hết rồi chứ? Cũng chưa gì ạ. Cái nào làm em ngỡ ngàng? Em thường hay em lên giường là em ngủ, tại vì sau một ngày làm việc mệt mỏi lắm, vợ em lại không muốn dậy. Vợ em lên giường không có ngủ. Em mà không nghĩ bậy chị đi đầu xuống đất luôn đó. Không, người ta kể trong một cái chuyện hết sức nghiêm túc như vậy mà em chạy làm sao mà ra cái ý của em được hay vậy đó nha. Rất muốn biết trong khi chồng mình ngủ thì vợ làm gì. Em thì nghĩ là thời gian mà hai vợ chồng ở trên giường thì mới lúc đó là mới không gian riêng tư. Còn lúc mà đi làm về thì ở nhà thì mắc nấu cơm rồi coi tivi rồi vi tính này kia tùm lum nhiều thứ, không có tập trung vô được. Cho nên em nghĩ là thời gian mà trước khi ngủ hai vợ chồng ở trên giường thì lúc đó là tâm sự dễ hơn. Thực ra thì những cái năm đầu là những cặp vợ chồng son á, cái năm đầu và năm thứ hai là hai cái năm quan trọng nhất để mà mình có thể hòa hợp được với nhau. Thì nếu mà tụi em vượt qua được cái năm thứ nhất, điều đó là một cái điều rất là hay rồi. Bắt đầu đến năm thứ hai, nếu như chưa có con thì sóng gió nó sẽ bớt nổi lên một chút. Nhưng nếu như năm thứ hai mà tụi em có một đứa con nữa thì cái sóng gió nó lại nổi lên rất nhiều. Và sẽ nhiều mâu thuẫn và sẽ nhiều những cái bất đồng quan điểm. Chính vì vậy mà chắc chắn là ở cái thời điểm này tụi em mặc dù đang cố gắng để hòa hợp với nhau, nhưng mà cái sự giận hờn là không thể nào tránh khỏi. Ngay cả cái chuyện giống như bữa cơm gia đình á, cái đề tài đó không cũng là bao nhiêu thứ để gây lộn rồi. Chồng thích ăn này mà vợ không biết nấu. Rồi vợ chỉ biết nấu những món mà vợ biết ăn thôi. Vậy là cũng gây lộn đó em. Chồng đi làm mà vợ không đi làm vậy thì anh có thường xuyên cơm nhà không? Anh rất là thích ăn cơm gia đình. Chuyên còn là nấu ăn ở nhà, chỉ có cuối tuần thì hai chồng ra ngoài ăn. Em thì là trước khi lấy anh chưa bao giờ đi chợ nấu cơm hết trơn á. Em nấu thì em nhớ lại mấy cái món em ăn nó có nguyên liệu vật liệu gì thì em mua em nấu, em tự nấu gì chứ em không có học cách nấu như thế nào. Còn anh thì lại là một người là sành ăn uống, cái gì cũng phải đúng, phải bài bản. Giống như món này rồi bao gồm nguyên liệu một là này, hai là này, ba là này. Phải có những cái thứ như vậy. Vậy không là gây lộn đó. Em chỉ là chuyện nhận xét thôi. Vậy mỗi lần cũng nhận xét như vậy là em có quạo không? Có lúc cũng bực mình, trước giờ mình chưa nấu, bây giờ mình cố gắng mình nấu vậy. Em thấy là nấu như vậy là cũng được lắm rồi á. Bữa cơm gia đình nó quan trọng lắm đúng không chị? Đúng rồi, vậy là được 1 năm rồi hả em? Dạ. Tụi em có dự định lúc nào có con chưa? Dạ là 2 năm nữa. Ồ, chị nghĩ rằng còn 2 năm nữa để tụi em có thể hòa hợp trong cái cuộc sống vợ chồng, để tạo một gia đình hạnh phúc để đón những đứa con của mình. Đúng rồi. Hai vợ chồng còn rất trẻ thì chắc chắn là đi chơi nhiều lắm đúng không? Em có thường xuyên đưa vợ đi chơi không? Cái đó cũng là một cái khiến em rất là bất ngờ. Lúc mà quen nhau á thì anh hay qua nhà em chở em đi chơi lắm. Tự nhiên về nhà rồi cái không chở nữa, cứ cuối tuần ở nhà không, mà trong khi em thì vẫn cứ nghĩ là giống như hồi chưa cưới. Em là em thích ở nhà. Anh là thích ở nhà, còn em thì thích đi ra ngoài đường. Vậy à. Rồi còn em,
ví dụ sau khi cưới vợ về thì có cái điều gì mà em chưa hài lòng với vợ? Vợ em á luôn luôn cười ra, mà em thích giọng cười của vợ. Nhưng mà em sợ vợ một điều là vợ mà buồn cái là vợ im mà. Thì em cũng mong vợ em là sửa cái tính đó. Mỗi lần mà giận hay gì thì cứ nói ra đi, kể cái gì vợ chồng mình san sẻ nhau, kịp cách giải quyết. Trời ơi, cái này là quá là dễ rồi. Vợ thì giận là cứ nói thẳng với chồng, còn chồng bây giờ chịu khó cuối tuần chở vợ đi chơi đó, uống cà phê, đi đến cái chỗ mà lần đầu tiên mình tỏ tình, đi xem phim, đi xem kịch chẳng hạn. Tại vì tụi em còn 2 năm nữa để hoàn thiện nhau mà, đúng không? Dạ. Xin chúc hai bạn cứ giữ mãi cái tuổi trẻ, giữ mãi cái niềm hạnh phúc như thế này. Linh cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Bài Hôm Sau. Dạ, cảm ơn em. Bình thường thì khoảng tầm 15 phút là ảnh sẽ năn nỉ em. Lúc em nằm chắc phải nửa tiếng, không thấy ảnh đá động gì em. Em bực quá, em mới đứng lên, em đi vô toilet và em cố tình em kéo cửa toilet ra để cho ảnh biết là em đang rất bực mình. Em cũng ngồi trong đó khoảng 15 phút nữa, cũng không thấy em nói năng gì luôn. Bực mình quá em mới đi ra. Thì em nghe khò khò. Trời ơi, chị biết không? Đó là máu nóng em lên rồi. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Người cô vợ nhìn xinh xắn quá à. Có khi càng khẩn. Hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Nghĩa Hiệp, em đang công tác tại công ty Nệm Liên Á. Còn em? Em đang công tác tại phòng kinh doanh khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của ngân hàng ANZ. Hai bạn quen nhau lâu chưa? Tụi em quen nhau lần đầu tiên á là khi tụi em học chung trường cấp 2. Em á thì từ lớp 6 đến lớp 8 á là em học lớp chuyên. Xong rồi đến lớp 9 á thì lớp chuyên của em mới tách ra, thì các bạn mới rải vào các lớp khác. Cái cô bạn thân của em á là lớp phó học tập của lớp anh Hiệp. Em rất là ghét cái cô đó. Tại vì mình là thuộc trong danh sách là nhóm là quậy nhất lớp. Cô đó lúc nào cũng ghi tên mình hết, mà cô đó là bạn thân của cô này, đâm ra cũng ghét cô này luôn. Đâm lây say hòn đó. Thực ra hồi xưa thì em cũng không có ưa gì ảnh á, em biết là ảnh thuộc lại rất là quậy phá. Em để ý ảnh nhưng mà để ý là ghét, tại vì hồi xưa ảnh cũng mignon, đẹp trai. Nhưng mà thường em nghĩ mấy người đẹp trai hay chẳng lắm. Mà có biết là cái cô này ghét anh không? Em cũng không chú ý nữa. Thì tụi em biết được với nhau á là thông qua một cái buổi trường họ mời những các cụ học sinh về. Thì em mới gặp lại cô này. Hôm đó là mình cũng vô tình thôi, mình ngồi cũng gần cái cổ thì mới biết cổ là tình trang. Trong cái bữa đó thì em gặp anh cũng không ấn tượng gì lắm. Tại vì em chỉ nhớ mang máng là hình như hồi xưa mình có để ý cái anh này. Là 3 năm hả? 6 năm anh. 6 năm. Em lúc đó là em học đại học năm cuối luôn rồi. Gặp lại thì em thấy ảnh có vẻ vui tính, có vẻ phong trần chứ không phải như hồi xưa. Thì lúc mà gặp cái cô này ở mấy bạn mới nói là hồi xưa là bạn lớp học tập. Thì lúc đó mình mới chú ý thấy cô này nói chuyện với nhỏ nhẹ, tới mình cũng mến mến với một người bạn nữa thích cái cô lớp phó của cô này. Chính vì vậy mà hai anh em nói tao với mày thành một cặp đi, là mọi người cô quen đi, thì mấy bài mua lên kế hoạch của cô này. Sau khoảng 2 tháng mà tụi em đi chơi chung thì tụi em mới rủ được đủ 4 người tụi em đi chơi riêng. Bữa đó là ảnh rủ cô em đi Đầm Sen chơi, em với ảnh đi chung trên một cái thuyền Nga á. Dịch á. Đúng rồi. Em á thì lúc đó là em cũng có để thích ảnh rồi. Bữa đó em muốn á là ảnh nắm tay mình trên cái thuyền Thiên Nga, thì ở giữa nó có một cái cần lái. Thì em mới nói với ảnh là thôi anh để cho em cầm lái cho. Thì em cố ý là em cầm lái và em quay mặt đi chỗ khác, giống như làm lơ để ảnh có cơ hội anh nắm tay. Đợi hoài, quay lại chẳng thấy anh nắm tay mình. Mà cứ mỗi lần á em quay lại cái em lại thấy anh gãi đầu. Em nói anh này kỳ cục quá, mình đã tạo cơ hội cho như vậy rồi mà không biết nắm bắt gì hết trơn á. Dạ, nó thầm trong bụng luôn. Dạ đúng rồi, bực mình lắm. Vậy như cá biệt em á là không phải là tự nhiên mà mình đi chọn con Thiên Nga đâu. Tại vì lúc đó con Thiên Nga á có hai cái cánh rất là to, thì mình làm trong đó không ai biết hết. Nếu như là cổ mình mà cua được cổ á thì mình xuống mình thoải mái mình cười hết. Còn nếu mà không có cua được cổ á thì lúc đó là không ai biết mình chuyện gì trong đó hết. Thì đó, của mình cũng chuẩn bị tâm lý cũng dữ dằn lắm. Nắm tay cái là cổ mà không giật ra là như là đồng ý mình rồi đó. Cái mình lên trên đó đạp dữ dằn lắm, cố gắng cho ra giữa hồ, xong cái mình nhón vào cái cổ. Mà cổ cứ để tay nắm mà cứ cổ cứ ngó lơ. Mà thường theo quan niệm em là mấy cô gái thường mắc cỡ là phải ngó xuống gì này, mình phải e thẹn như vậy. Còn cổ cứ ngó vậy, mình không biết là cổ có đồng ý hay là cổ không thích mình. Cổ sao kỳ vậy ta, mình suy nghĩ. Lúc mà mình chuẩn bị xong mình dựng tay ở đây, cái cổ quay qua được thì cái tay mình phải rụt lên liệt. Đó là tức dây sợ liệt không, được 3-4 lần. Mỏi quá chịu không nổi, nó kêu là Trang ơi Trang mình vô trong đi. Nó suy nghĩ thôi mình làm phương án 2 xem, thì chỉ có ngôi nhà ma. Vô ngôi nhà ma làm gì? Thì em biết là dù mấy cô nữ thường hay sợ. Thì cô này sợ thiệt. Vừa mới làm cái người phía sau người ta hù cái, cô này mới sợ quá, cô nắm áo xẹt xuống một cái. Thì cô nắm báo cho tay mình nói thầy già này là đúng thời điểm mà chụp tay liền. Đứng nghe muốn nói gì hết. Thì ra ngoài một cái là mình cái tay mình ôm cổ, cô không đá động gì hết. Mình thấy cái má của cô cái là mình hú một cái má vô má cổ liền. Cũng đứng chơi luôn á, là cứ nói là vậy là đồng ý rồi. Em la không, em đâu có biết gì đâu. Sau đó thì tụi em cũng
không có tiến triển gì tốt hơn á. Nhưng mà 2 tháng sau á, tụi em chat với nhau á, thì anh mới hiện một cái câu lên là Trang có muốn xem hình hoa khôi của Hiệp không? Tự nhiên lúc đó em buồn dễ sợ luôn, thất vọng nữa. Mình cũng ráng mình giả bộ, nói vậy Hiệp cho Trang coi hình hoa khôi của Hiệp đi. Thì anh gửi cho em một cái file, thì em mở lên thì lại thấy cái hình của em. Trời ơi, lúc đó em hạnh phúc vô cùng. Năm sau thì tụi em đám cưới luôn á. Nghĩa là sau đó là 5 năm cộng với lại 6 năm biết nhau đúng không? Dạ. Là 11 năm. Mà khi mà ấm cưới nhau, trời ơi nhiều chuyện là em vui lắm kìa. Sao chuyện vui nào? Hồi trước đó mình cua bà xã, mình biết bà xã bà nhát, mà không ngờ á bà xã em nhát còn hơn em tưởng tượng nữa. Ở trong nhà em nha, đi đâu á là cũng phải có em đi theo. Ví dụ nhắc nước là phải xài, mình đi xuống dưới khai thác lấy nước. Cái mình nói em xuống dưới mở đèn lấy nước đi. Nó không, em sợ. Nhưng mình hỏi em sợ gì? Sợ ma. Em chính vì vậy mà em thấy cổ sợ, mình phải lo cổ hết sợ. Mỗi lần cổ đi làm về là em đều nhát ma cổ hết. Thấy không? Có lần nào mà anh nhát ma mà em xỉu luôn không? Tính em nhát cho nên lúc nào cũng đề phòng hết trơn á. Có một lần á, em đi làm về thì em đề phòng. Bắt đầu em đi vô em kiếm chỗ mà quen thuộc mà anh hay nhát ma em đó. Kiếm hết rồi, không thấy chỗ nào hết. Thì em phát hiện ra có một chỗ thôi là trong cái tủ quần áo. Đó. Thì em biết chắc chắn là anh chui vô trỏng chứ không đâu. Thế là em ghé qua em ngồi nhựa mở tivi em coi. Em không, em ngồi như vậy 15 phút một hồi tự nhiên em thấy tủ quần áo mở ra. Chồng em thì đầu tóc bù xù, hơi dễ dãi, thở phì phò. Trong đó nóng lắm anh. Theo em nghĩ á, tôi đi nghe rồi đó là mình nghĩ là mình hầu một cái là cổ sợ liền. Lúc đó là rất là sợ. Mà ai mà cũng không đi, nó là thở mà không dám thở mạnh. Tướng em bự rồi, ngồi nó cứ ngồi co sợ giật bẻ hay sợ gì nặng chứ nó luôn sao. Em phải tung ra mà ai mà thấy cổ cười hí hả hí hả. Hồng Vân với anh Thượng em biết á, em lấy vợ xong mà tất cả những thói quen em thay đổi hết. Hồi xưa em thích nghe nhạc rap nè, thích nghe nhạc rock nè, nhạc đen nè, chỉ có gì mạnh là mình chơi. Mà từ khi có vợ xong là em yếu luôn. Yếu luôn là có em nghe như là thì mị luôn. Những nhạc hồng nghe những cái nhạc mà êm vậy. Để tôi mốt cổ cứ lầu nhau thì em cứ gật. Mình quen rồi, mình không có phải bất ngờ với cô này nữa. Em có cầu nhau nhưng mà cũng phải có việc mới cầu nhau. Tính ảnh á thì sau đám cưới em mới biết á là ảnh hay thích đi nhậu. Em á thì cho một cái giới hạn là trước 11 giờ anh mới về. Nhưng mà ảnh á thì chuyên gia toàn là 12 giờ, 1 giờ mới về không. Cứ mỗi lần ảnh về trễ á là em ôm mình gối xuống đất em ngủ. Có một lần cũng như 1 giờ ảnh về, em rất là bực mình, dọn đồ xuống dưới đất nằm ngủ. Bình thường á thì khoảng tầm 15 phút là ảnh sẽ năn nỉ em. Lúc đó em nằm chắc phải nửa tiếng, không thấy ảnh đá động gì em. Em bực quá, em mới đứng lên, em đi vô toilet. Và em cố tình em kéo cửa toilet cái rạch để cho ảnh biết là em đang rất bực mình. Em cũng ngồi trong đó khoảng 15 phút nữa, cũng không thấy ảnh nói năng gì luôn. Bực mình quá em mới đi ra, thì em nghe khò. Trời ơi, chị biết không, đó là máu nóng em lên rồi. Cái hôm đó đi nhậu về nhưng cũng thấy mình hơi mình có lỗi, định là để cô mua chút xíu rồi lúc đó em mới năn nỉ. Thì ai ngờ mình xong hồi ngủ nào không hay luôn. Hồi em dậy, em mở mắt dậy á thì em thấy em nằm dưới đất, mà giờ em nằm trên đây. Em giận quá em phi lên giường chạy một phát bay xuống đất không biết luôn. Cứ tưởng là mình nằm mơ hay gì á, lăn xuống đất. Thực ra cái việc đi nhậu của ảnh á là nó cũng gây hệ lụy nhiều lắm. Phải không? Dạ. Bộ nhậu một tuần nhậu nhiều lắm á. Không phải anh biết cái tật của ảnh. Ở nhà ví dụ một ngày á, ảnh tắm chắc 4-5 lần. Thôi đó rồi. Anh đi ra đường, ảnh về nhà ảnh tắm. Ảnh xuống nhà ảnh làm bất kỳ việc gì, ảnh cũng lên ảnh tắm. Đó, ảnh cứ tắm mà chị coi. Ảnh tắm rồi ảnh đi nhậu. Mỗi lần ảnh tắm là ảnh thay đồ. Thay đồ rồi quăng lên giường. Một đống đồ đó cứ vậy á. Từ cái tật tắm rồi cái tật nhậu. Mà nhậu về thì cũng phải thay đồ. Đó, đó rồi cứ cũng lại phải tắm. Dạ. Tắm xong rồi lại cứ liên tục như vậy á, cho nên làm sao mà em không cằn nhằn được. Nói chung nói tóm lại là cái tiền nước nhà em là nhiều hơn tiền điện. Lý do sao mà em ghiền tắm dữ vậy ta? Thì thật tắm á, cho thứ nhất là cho nó mát, với lại với hai người mình sạch sẽ. Sẽ hơn thọ là phục vụ vợ chứ phải là làm gì hết chứ. Thật ra anh ý của anh là ý tốt, anh muốn tắm nhiều để mà phục vụ em. Nhưng mà anh mắc cười lắm anh. Anh tắm nhiều, cái từ đó anh suy ra là em không tắm. Ờ, không được à? Nghĩa là cái này là bạn sai rồi. Sáng thức dậy em đi làm em tắm lần, tối về nhà em tắm lần. Nhưng mà ảnh suốt ngày ảnh cứ nói tại sao em tắm ít như vậy? Như vậy là không có sạch sẽ. Em nói em không sạch sẽ. Tắm nhiều nè, ngủ nhiều nè, bừa bộn nè. Rồi còn gì nữa? Anh thử biết không? Vợ em á tính á là rất là hay còn nhau. Chính vì em á như vậy á mà câu nhau, càng câu nhau em càng giỡn. Tính em thì em đang giận thì đừng có giỡn. Nhưng mà ảnh cứ thấy em giận là ảnh giỡn, cho nên cãi nhau hoài luôn. Cứ ảnh giỡn là em nói là anh không tôn trọng em, tại sao em đang giận mà anh lại giỡn. Mình đi làm về mệt, về mình thấy giật cưới một cái là anh nói thiệt bao nhiêu là em dục hết luôn á, bỏ hết. Ai ngờ về rất là thương em. Vậy em có mong muốn chồng mình thay đổi gì không?
Bây giờ em chỉ muốn là chồng mình bớt tắm này chút. Cái thứ hai là ảnh đi nhậu thì phải về sớm, tại vì em chỉ sợ là đường tối khuya thì mình lo lắng thôi. Em chỉ có hai cái mong muốn đó là lớn nhất thôi. Thế còn em? Em chỉ mong muốn là vợ em biết giỡn nè, biết cười đùa với mọi người, đừng có nghiêm trọng quá vấn đề. Rồi thứ hai nữa là bớt cầu nhậu lại. Cho em đính chính cái này, em thấy cái gì ảnh cũng lố giống như là tắm á thì nhiều hơn người ta, ảnh giỡn cũng nhiều hơn người ta, cho nên ảnh nói em không biết giỡn. Thực ra là em cũng có giỡn đó chứ. À, có nghĩa là chị hiểu rồi, cái đô của em là bình thường, còn cái đô của ảnh là bất thường. Dạ đúng rồi. Nếu vậy thì bây giờ phải giật ngược ổng xuống bình thường. Dạ. Đó. Mà bây giờ muốn bình thường thì đơn giản thôi. Bây giờ anh muốn tôi giỡn thì anh bớt tắm. Bớt tắm thì mình sẽ bớt tiền nước mỗi tháng đúng không? Chính vì vậy mà em mới đăng ký cái chương trình này để cho hai vợ chồng mình ngồi lại để nói chuyện với nhau để... Bây giờ nếu mà đã không nhất bây giờ phải thể hiện đi chứ. Đó. Không, nhưng mà vậy nè, sau khi mà tụi em coi lại cái buổi ngày hôm nay thì chắc chắn là em sẽ thay đổi. Em biết lý do sao? Vợ em sẽ thấy rằng á, bữa nay cổ rất là đẹp. Cổ đẹp hơn mọi ngày là vì cổ cười thường xuyên. Và lâu lâu cổ liếc chồng mà ánh mắt rất là gọi là tình tứ và yêu thương. Còn ngày hôm nay thì chị thấy là chồng em không có lố một tí nào về vấn đề gọi là vui lố hơn. Hai vợ chồng rất là xứng đôi. Trách hờn nhau vậy thôi nhưng mà yêu nhau thấy mộ. Cái mắt là ngực chữ Y không. Xin cảm ơn hai em đã đến đây. Mình nói chuyện với anh này thì mình thấy rất là hợp quá. Mà bây giờ làm sao để chia tay khi anh ấy yêu cũ vậy ạ? Mình nói với anh ấy là anh bây giờ là em đang sao xuyến với một người mà người ta ở trong Sài Gòn á. Thì các người cũ của em không phải chứ. Ủa thằng giờ hơi nhỏ thích em. Mình tự ái về lớn á. Tức là thời gian sau thì mình mới phát hiện ra là bạn trai cũ của em ấy cũng nhắn tin cho người khác, cũng bắt cá hai tay á. Thế lúc ấy trong lòng vãi thầm cảm ơn trời có cơ hội chia tay. Xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Hai bạn. Mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Phan Hồng Quang. Em hiện 26 tuổi và em đang công tác ở Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thế con em? Em là Bùi Thu Thương. Em 26 tuổi và em đang làm biên tập viên ca nhạc. Các bạn quen nhau trong trường hợp nào? Ở đài truyền hình hay là ở nhạc viện? Dạ không, cái này là quen nhau trước khi mà bước vào nghề ạ. Lúc ấy là còn là sinh viên. Năm đấy là em đang học là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Văn hóa ngoài Hà Nội ạ. Năm đấy là Bộ Văn hóa có tổ chức một hội nghị của sinh viên xuất sắc của trong ngành Bộ Văn hóa, thì anh ấy là trong cái đoàn Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Học sinh xuất sắc à? Dạ. Nên là lúc đó là em cũng ra ngoài Hà Nội. Dạ, em ra Hà Nội sau một cái đề giao lưu á, thì hôm đó là có đi triển lãm. Khi mà đi về á, em nghe một cái giọng Bắc là tối nay là rủ đi nhậu. Miền Nam ra thì đoàn của em không biết buổi tối làm cái gì, nên là tụi em cũng cho đi hay với. Dạ. Nên là cho anh xin vé. Ủa nhưng mà em là người chủ động rủ mọi người đi nhậu à? Cái đấy là em chỉ rủ đoàn em thôi, mà tự nhiên bạn lên anh nói là không đi nhậu giới. Em quay lại em bảo chứ, ủa cái mặt mà già như thầy giáo là em cứ phân vân bảo, ủa không biết gọi thầy giáo hay là gọi là bạn thì có khuôn mặt chứ thích đi đi. Em kiểu như mời nó cũng như là xã giao mà. Cái gì mời lơi đúng không? Ai về mời lơi nhưng mà ông đi thiệt. Em cũng đoán được cái sự mời lơi của bạn em, nên là 7 giờ đi hay 6 giờ rưỡi là em nói đàn em mà lên trước phòng đợi. Sợ nghĩa là bỏ mình đúng không? Dạ. Rồi họp lại với nhau. Các đoàn thì họp và nhậu với nhau. Lúc đấy là vào trong cái bàn nhậu ấy mà bạn ấy hỏi là ủa bạn tên gì? Em nói bây giờ muốn hỏi các bạn tên gì không? Mời mỗi người chén. Thế là đi một vòng hay là... Rồi, hết hỏi luôn. Anh cuối cùng dạ. Vẫn hỏi được cái tên. Dạ, em hỏi được tên nhưng mà còn thêm cái thông tin là có chồng với đứa con nữa. Làm sao rồi, có sụp đổ không? Sụp đổ liền. Mình cắt đứt, không muốn liên hệ với bạn nữa. Rồi khi mà về đến thành phố á, có nghe một cái bạn nữ trong đàn của em nói lại là bạn này nó dối, chưa có chồng, chưa có con. Xong rồi em mới tìm mọi cách thông tin để em liên lạc lại. Rồi đến khi nào em mới có cảm tình với thì anh? Cũng nhắn tin qua lại với nhau. Thì trong cái khoảng thời gian mà nhắn tin qua lại với nhau thì em có bạn trai ở ngoài Bắc ạ. Dạ là lúc ấy là cũng có trục trặc. Mình nói chuyện với anh này thì mình thấy rất là hợp quá. Mà bây giờ làm sao để chia tay khi anh ấy yêu cũ vậy dạ? Mới nói với anh ấy là anh bây giờ là em đang sao xuyến với một người mà người ta ở trong Sài Gòn á. Thì các người cũ em không phải chứ. Ủa thằng giờ hơi nhỏ thích em thì mình tự ái về gớm á. Cái thời gian sau thì mình mới phát hiện ra là bạn trai cũ của em ấy cũng nhắn tin cho người khác, cũng bắt cá hai tay á. Thế lúc ấy trong lòng vãi thầm cảm ơn trời có cơ hội chia tay. Em thì ở trong Nam. Dạ. Em thì ở ngoài Bắc. Dạ. Chắc chắn hai bạn rất là khó khăn trong dạ. quen nhau đúng không? Lúc mà còn đi học thì khó khăn lắm, chỉ có liên lạc nhau qua tin nhắn, điện thoại với hình ảnh là như là qua mail này kia thôi. Khi mà bạn em tốt nghiệp á thì em mới mua vé em ra em coi bạn tốt nghiệp.
Thì em mới hỏi bạn là giờ có ý định là vô miền Nam không? Thì khoảng tháng sau thì bạn đó là mua vé vô. Thực ra là cái ý định của em lúc đấy là vào là lập nghiệp. Bởi vì khi mà mình yêu mình xác định á thì mình đi vào theo trong này. Nhưng mà có một cái điều là khi mà vào trong Nam ấy, thì em bị bệnh rất là nặng. Thế là nhà em phải cấp tốc vào trong Nam để đón em quay trở ra. Bạn có thể chia sẻ bệnh gì không? Bệnh lao phổi ạ. Em chữa bệnh bao lâu? 4 tháng ạ. Sau đó thì cảm thấy nhớ quá. Thế con bảo thôi lần này con đi vào trong đấy lại đây thì bố mẹ em nói là nếu như con đã đi rồi con phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Em đi vào trong này thì em thuê nhà trọ ở bên quận 8 á. Lúc đấy thì anh ấy là cái chỗ dựa của em, kiếm tiền và lo để trang trải cái cuộc sống cho em lúc mà em mới bước chân vào trong này. Nó đâu nà dạy gái anh. Đâu cái đó là ở đâu ra mà dạy, cái đó em quá khôn đó. Đúng rồi. Em bỏ con sắc em bắt con cá mè. Ủa rồi trong thời gian bạn gái em á ở gần có thường xuyên đưa bạn gái em về thăm gia đình không? Thời hồi em nhỏ xíu á là ba mẹ em đã dặn là một á là phải lấy chồng lúc 30 tuổi. Hả? Lấy vợ. Em rớt quá em quên. Hai á là không được lấy ngoài miền Bắc. Khi ngại xa rồi văn hóa nó không có giống nhau. Em là em được đủ hai luôn. Tức đó là... coi như là cha mẹ dặn gì là được lắm. Cái ngày mà em vào trong này thì trước hôm vào là em có đi mua một cái mảnh vải áo dài để tặng cho bác gái mà đi khắp Hà Nội ấy, anh mua mảnh áo dài ấy. Thì bác bảo chứ à, bác cảm ơn con mà thôi con cầm về đây bác không xài đâu. Thế là lúc đấy em thì cũng thẳng tính là ủa bác bây giờ bác không xài con đâu có xài đâu bác. Thế còn về ba anh ấy con chào bác ạ. Thế xong bác ngồi xem TV. Thế xong rồi em về em suy nghĩ ngày hôm sau phải chứ con chào bác ạ, hôm nay bác đi làm nào ạ, hôm nay bác làm có vui không ạ, bác hỏi rất là nhiều điều. Thế cuối cùng bác phải trả lời nghĩa là cứ nói bao lâu thì hai em quen nhau thì mới cưới nhau. Hai năm là ba em gọi em lại. Ba em mới nói là mày có yêu nó không, cái em mới nói dạ có, nói yêu thôi cưới đi. Mà lúc đó em mới 25 tuổi. Mà ngày xưa là ba em nói là 30 tuổi mới được cưới. 30 tuổi mới được cưới. Từ ba phá lệ đúng không? Ba có cảm tình với con dâu, thấy con dâu sởi lỡ vậy là cuộc sống sẽ vui vẻ. Không có. Sau này em mới nghe thấy ba em tâm sự, ba em bảo chứ thôi cho chúng nó cưới đi, không phải nhớ con này rủ con mình ra ngoài Bắc nữa. Rồi giờ là tụi em có em bé chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Rồi thế cuộc sống sao? Có mâu thuẫn hay có suôn sẻ không? Sau khi mà cưới xong á chị thì mới phát hiện ra có cái tật xấu. Cái tật xấu thứ nhất là nhậu xỉn xong rồi hay lèm bèm. Ông nào mà không lèm bèm? Không, ông mà nào xỉn mà lèm bèm buồn cười lắm chị. Anh về muộn thế em mới xới cơm cho anh ăn. Thế mà anh mới nói chuyện tâm sự, em mới bảo thôi anh ăn cơm đi. Anh cứ đập cái đặt bộp một cái, anh bảo chứ ủa tức là bây giờ là em không tôn trọng anh gì. Được rồi em muốn anh ăn cơm thì anh ăn cơm cho em xem. Tại sao lại vợ mời ăn cơm lại nói là không tôn trọng? Dạ em xỉn em không nhớ gì đâu. Không biết gì đâu chị ơi. Vậy hả? Dạ. Nghĩa là cái đó là cái miệng nó nói nhưng mà cái tâm nó không có nói. Từ phần cái nữa là một cái sở thích của chồng em là thích kết Facebook với người đẹp. Ủa anh kết Facebook làm gì vậy? Ủa em không biết là anh là ban giám khảo chấm thi hoa hậu. Nói gì mà nó có vỏ anh. Mắt nhỏ có vỏ. Còn một cái nữa là mới phát hiện trong thời gian gần đây là ngủ mà quýnh vợ. Ngủ quýnh vợ là sao? Tự nhiên em đang ngủ thì em cứ cái bột phát vào mặt em này. Em mở ra xong anh ấy cuống cuồng, anh ấy xoa xoa, anh xin lỗi. Anh nằm mơ thấy cướp xe anh đang ngủ. Thiệt không? Hay dạ là ức chế cái gì thì xong rồi là mượn giấc ngủ mớ để trả thù. Lúc đó anh nằm mơ là anh thấy là đang có hẳn bay vô nó cướp xe. Cái mình lùi hoài không có được, mình mới tiến lên mình vặt cái tay ra mình đấm nó, cuối cùng tự nhiên cái đấm cái nghe ôi trời ơi cái tội nghiệp mấy lần rồi. Bị hoài không? Dạ cái này là bị lần đầu tiên, thế nên bây giờ em phải phòng bị. Rồi em có phát hiện gì vậy? Dạ em mình cả thèm chóng chán đòi mà cho bằng được luôn. Mà làm xong là khoảng 2-3 ngày sau là như dục đó. Ví dụ như là hiện giờ là đang có cái chuyện mà buôn bán trên Facebook thì nói anh em phải kinh doanh thôi đó. Nói rồi cho kinh doanh em chở tới tận đầu mối luôn, mua áo về cái thấy nó ủa sao áo này sao nhìn không có hợp thời gì hết vậy, sao mà em mua sai vậy, sao tao em bán được. Nó không, em bán được. Một thời gian sau tự nhiên thấy mặt mấy cái áo đó luôn. Cái em mới hỏi ủa hình như anh thấy áo này quen nè, cái áo này hình như là bữa em để em bán đúng không. Cái nói thì bây giờ anh cứ coi như là anh mua cho em đi. Rồi như bỏ luôn cái số Facebook đó luôn. Cái thứ hai là về shopping lắm. Nhìn quảng cáo nói anh ơi mua cho em cái này nha, anh ơi mua em cái kia nha. Rồi có mua không? Dạ có mua xong rồi em dục đó. Còn gì nữa không? Về ghen lắm. Bạn gái em quen cũ lâu rồi thì hình ảnh này kia em để học bàn á, em đâu có nhớ đâu. Cái lôi ra cắt rồi đốt rồi làm đủ thứ trò hết. Vậy thôi hả? Còn em?
Em phát hiện ở ông chồng em có cái điều gì nữa không? Sợ ma không ạ? Đâu có gì đâu xấu. Dạ không, sợ ma vô đối đấy ạ. Là không ai, không ai sánh kịp đâu ạ. Là em nhớ là cái đợt mà đi mùa hè xanh với anh á, thì là đi xuống dưới là nó tối mà anh ấy nhịn, anh không có chịu được. Em đứng ngoài này nha, không được vào nha. Thế lúc sau anh chốc một lát hai phút đấy. Thương ơi, Thương có ngoài đấy không? Em đứng ngoài này mũi đi mà. Có, mệt quá cứ gọi hoài. Bây giờ về nhà mà em mà đi công tác là sẽ xuống ngủ với ba mẹ. Rồi cái đó thì chị đồng ý là sợ đó. Đó là quá sợ luôn rồi đó. Nhưng mà bây giờ hai vợ chồng đang trong cái thời kỳ mà chưa có em bé thì vẫn còn son sắc dữ lắm đúng không? Dạ. Có mong muốn gì thay đổi không? Chỉ mong muốn một điều vợ em thôi. Để em nói nhiều quá. Đúng rồi. Nhiều khi nói nhiều thành nó dại. Trong gia đình thì mình hiểu thôi. Nhưng mà khi đi làm người ta nói nhiều là sợ ta giận. Sảy miệng đó phải không? Dạ. Em mong chồng em thay đổi gì? Anh sợ dơ lắm nên là không bao giờ đổ rác. Lau bàn, bàn sạch thì mới lau nha, còn bàn dơ là không được lau. Sợ dơ, sợ ghê luôn ha. Còn sợ gì nữa không? Có sợ vợ không? Dạ không. Có gì nữa không? Vậy thôi ạ. Đó rồi hả? Mà chỉ thay đổi chút xíu thôi. Mong gì, mong bớt nói lại cái điều đó đúng đó em. Dạ. Nói rồi hớ sảy miệng đó là mệt mỏi. Còn bên đây thì là mong chồng bớt sợ dơ đi để phụ vợ chút đi. Yeah. Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn hai bạn. Tức là cấm cho quen với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Và cấm cho đi chơi. Dạ đúng rồi. Rồi lén đi ra ngoài đâu em. Rồi về có bị gì không? Dạ ăn đòn. Lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. 25 tuổi rồi mà còn ăn đòn quá. Đi nhậu có bao giờ phải dẫn vợ theo không? Trời ơi, dính liền với em luôn. Đi đâu cũng rủ theo. Đi đâu cũng như Sam vậy đó hả? Dạ. Còn ngoài ra thì em đi bất cứ đâu anh cũng phải đòi đi theo. Đòi đi theo. Dạ, đi ra đầu hẻm cũng phải đòi đi theo. Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình. Em tên là Huỳnh Anh Tuấn, em 30 tuổi, em là cán bộ viên chức. Em tên là Từ Kim Trân, em 29 tuổi. Trân và Tuấn gặp nhau trong trường hợp nào? Lúc đó thì em mới chia tay bạn trai cũ, hẹn một cô bạn thân đi hát karaoke. Vô tình bạn đó mới gọi cho anh này ra. Dạ. Thì nói là tao giới thiệu cho mày thằng bạn tao. Dễ thương lắm, đạo mạo lắm. Mà em gặp anh này em hết hồn. Hết hồn là sao? Cái ghê cũng anh Tây Tuấn rõ ràng là đạo mạo mà. Bây giờ mới đạo mạo đó anh. Thì lúc đó là em đang ở cơ quan. Bạn của em mới điện thoại cho em, nói thôi bây giờ mày ra đây mày hát karaoke với tao. Cũng không có nói là giới thiệu. Nói em vô em cũng đâu có thích đâu. Em là em thích người con gái là phải giống như là trắng trẻo, rồi tóc dài, rồi mặt mày rồi phải đừng có trang điểm đậm như vô. Mà gặp bạn em là coi như là tóc thì tém nhưng mà da thì ngâm, mà trang điểm thì đậm nữa, mà bởi vì em vô em cũng không có thèm đến xỉa gì. À, cứ nghĩa là ấn tượng ban đầu của cô này về chồng cứ nghĩa là thấy ghê, còn chồng ấn tượng về cô vợ ban đầu là thấy gớm. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự là quý nhau? Lúc sự đó, kiện nào, dạ, sự cố nào thì mà? Xin số điện thoại, nhắn tin nói chuyện, cái mới hẹn. Thì cái bữa đó là cái đám cưới của một cái người bạn ở cơ quan, thì em mới điện thoại nó anh có cái đám cưới vậy thôi anh mời em đi chung với anh. Cô ấy cũng đồng ý. Chở đi thì thấy mấy người trong cơ quan khen nó ở bạn mày cũng dễ thương đồ này nọ. Thì lúc đó thì vô em thấy cũng thích thích. Nhưng mà mỗi lần mà bạn đi chơi là bạn đến nhà chở bạn này đi. Dạ. Rồi ba má bạn có đồng ý không? Dạ không chị, toàn đứng ngoài đầu hẻm chứ đâu được vô nhà. À, vậy hả? Dạ. Dạ. Tại vì ba mẹ em cấm mà đâu cho quen. Cấm hả? Chứ mà đã biết bạn này chưa mà cấm? Chưa. Tức dạ, là cấm chưa. Cho quen với bạn trai đúng không? Dạ đúng rồi. Và cấm cho đi chơi. Dạ đúng rồi. Rồi lén đi ra ngoài đâu em. Rồi về có bị gì không? Dạ ăn đòn. Lúc đó là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 25. 25 tuổi rồi mà còn cấm. Ăn đòn quá. Có thật sự là ăn đòn không đó? Ăn đòn. Ăn đòn hả? Bị quýnh bầm mặt luôn á. Trời ơi, khó thiệt luôn á. Ủa cào mặt hay sao bầm? Không, tụi mẹ em giận quá, mẹ em tán. Tuấn có biết rằng là mỗi khi mà cô này đi chơi với Tuấn về là bị đánh không? Dạ không, cái thời gian đầu em đâu có biết đâu. Cái sau này á, có lần đó hẹn ra cái đi uống cà phê thì thấy cái mặt bầm trên trán rồi bầm ở đây nữa. Thì lúc đó em mới hỏi, đâu có nói đâu, hô bị té, bị gì không à. Nói, ủa sao té gì kỳ vậy, té vậy sao bị vậy, nó cái mới cởi ra. Không, là lúc đó đứt ruột đó đúng không? Dạ. Không. Em có một cái quyết định lúc đó là em buồn lắm, cảm thấy nó gây rất quyết định luôn. Thôi bây giờ em để anh qua, anh gặp ba mẹ em. Ừ. Thì để anh nói chuyện, anh xin ba mẹ em rồi cho anh với em quen với nhau. Mà qua thì mẹ bên bển cũng như cũng thôi cũng không nói tiếng nào hết á. Rồi xong. Sao tiếp đó có rồi, bị quýnh tiếp nữa? Rồi xong đi chơi tiếp nha. Không phải, chơi tiếp không có còn quýnh không? Đó, còn bị đánh không? Chuyện còn mà sao chơi kỳ ta? Tự nhiên mẹ em không chịu. Tại vì lúc trước bạn em là học ở trường cao đẳng là Hóc Môn á. Là cái buổi lễ tốt nghiệp đó mới rủ em đi xuống dưới chơi. Mà vô tình là gặp ba của bạn em. Thì lúc đó thì cũng có uống bia.
Quá trình nhậu nhẹt thì đám bạn của cô ấy là chỉnh hết luôn, không thì chỉ còn em với lại ba của cô ấy thôi. Hai người cũng uống qua uống lại. Trong cái lần đó về là ba của cô ấy nói, mẹ cô ấy là nói thằng này là nó nhậu nhẹt dữ lắm. Nó nhậu dữ quá thôi, không được. Không nói luôn mà. Không có cho. Thì sợ là sau này về cưới cho hay quen nhau là em đi nhậu hoài, em bỏ bê đồ này nọ. Rồi cuối cùng bây giờ cưới rồi thì chồng em có hay đi nhậu không? Còn nhậu hơn hồi xưa nữa. Như là cái điều tiên liệu của ba mẹ là đúng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà có bỏ em không? Dạ không chị. Nhậu mà vẫn còn nhậu vẫn lo. Nhìn hai bạn chắc có lẽ là anh chồng là người quản lý tiền bạc trong gia đình đúng không? Dạ. Đúng. Chồng quản lý tiền gì vậy? Phát tiền tuần hay tiền ngày? Tùy chị, em muốn đòi lúc nào cũng phải đưa. Có nghĩa là ảnh giữ tiền nhưng mà lúc nào em kêu ảnh đưa là anh phải đưa. Là không được thắc mắc. Không thắc mắc. Không được thắc mắc là đưa nhiều, đưa ít, đưa bao nhiêu. Ngày vậy em lấy nhiêu tiền chợ? Khi nào em thấy ảnh có nhiều tiền thì em lấy mấy trăm. Ảnh quản lý tiền sao em biết em? Vì em lục tiền. Vậy là đây đâu phải quản lý, đây là giữ giùm thôi đúng không? Nhưng mà Trân là cũng đi làm đúng không? Từ lúc kết hôn là em chỉ ở nhà thôi. Vậy thì cái thu nhập của chồng em là em biết? Biết qua lời khai của anh ấy hay là qua sổ sách mà của công ty? Chồng em không có nói, chị tự em kiểm tra. Trời ơi, chị biết con cặp vợ chồng là giấu tiền trong ví nữa mà giống như sim điện thoại. Em thì không có xài ví. Bóp thì em chỉ bỏ giấy tờ, em để trong cốp xe thôi. Còn đúng, tiền thì em để riêng ở ngoài túi. Tối em đi làm về thay đồ xong em trả tiền trên đầu bàn á. Qua ngày mai có khi em lục ra em kiểm tra lại thấy thiếu 200-300 gì đó hay 500 gì đó. Cái xe qua hỏi em có lấy không, em lấy em làm cái gì? Nó lấy anh mua cái này, em mua cái kia. Vậy thôi, nói mốt em lấy thì em nói anh đưa thôi, có gì đâu em lấy thì làm gì. Có nghĩa là ngủ giấc xong chuyện với mẹ thì có đó là tiền nhỏ không, tiền lớn có cái đâu. Cả tiết lớn. Kiệm chị, tiết kiệm. Vậy tiết kiệm những cái sổ đó em biết không? Chắc không biết. Sổ đó ai đúng? Đi giờ mới chắc không. Cái sổ là chắc ông chồng đứng tên. Dạ đúng rồi. Có bao giờ mà vợ của bạn cần lấy tiền mà rồi đôi khi rồi nó âm luôn cái số lương của bạn không? Dạ không. Em là siêu tiết kiệm luôn. Có một cái lâu lâu cái em cho bà xã em 1 triệu hoặc là 2 triệu đi mua đồ. Dạ mà lâu lắm, mà mấy tháng mới cho. Mà có tặng tiền cho vợ mình làm đẹp, đi spa, đi thẩm mỹ được không? Dạ cái đó thì cũng có, nhưng mà phải đi chung với em thì cũng lắng mạn. Thấy em dễ thương không hay là anh thích em mình? Thích vậy chị, nhưng mà ông này thì ông không thích vậy. Ông không thích lãng mạn. Sao ông thích đi nhậu không đúng không? Dạ. Đi nhậu có bao giờ phải dẫn vợ theo không? Trời ơi, dính liền với em luôn, đi đâu cũng rủ theo. Đi đâu cũng như Sam vậy đó hả? Dạ. Còn ngoài ra thì em đi bất cứ đâu anh cũng phải đòi đi theo. Dạ, đi ra đầu hẻm cũng phải đòi đi theo. Dạ, em đi với bạn thì em muốn đi theo như vậy đó. Thứ nhất là em muốn coi bạn của vợ em như thế nào. Thứ hai là ví dụ trong quá trình đi như vậy á thì mình không biết có xảy ra cái chuyện gì hay không. Có em thì em cũng có thể em giải quyết được. Còn giờ không có em đi thì lỡ có chuyện gì mất công mình, nói chung em lo, em không có thể nào cho vợ em đi được. Tức là nhưng mà lúc yêu thì đâu có cái nhu cầu đó đúng không? Dạ không. Thời gian quen tính đám cưới là có đâu khoảng 6 tháng à. 6 tháng. Dạ. Rồi về lấy nhau cái là tự nhiên có cái cảm xúc, nó giống như là một cái sự gì, một cái ghiền á đúng không? Ghiền vợ. Cũng chắc em nghĩ chắc cũng có thể. Biết bị ghiền á. Nghiền vợ. Ôi. Thiếu không được. Thì có bao giờ mà vợ bạn đi đâu bạn không đi theo được, bạn khó chịu muốn biết vợ mình không? Trời ơi, đó chứ anh. Bắt em xài iPhone, bây giờ em mới biết là để ông định vị em đang ở đâu. Hả? Cứ ông đang ngồi học ở trên trường quân sự á mà ông điện thoại cho em hỏi đi lên Phú Nhuận làm gì chảnh vậy? Hết hồn, mở điện thoại ra thấy đang định vị em. Rồi có tắt cái phần định vị đâu? Không được quyền tắt. Trân có cảm thấy thoải mái khi mà chuyện mà chồng em định vị không? Ban đầu thì em cũng hơi bất ngờ, nhưng mà tại vì cái đó là làm cho chồng em đi học á hay là đang đi công tác á, ổng yên tâm, ổng tập trung, ổng làm việc. Tại vì em cũng đâu có đi đâu mà bậy bạ hay gì đâu, lúc nào em cũng phải mở FaceTime lên cho ổng coi là em ngồi với ai ở đó. Vậy đó hả? 4 năm nay rồi mà vẫn giữ nguyên thói quen đó. Dạ. Cái đó là theo em đó là tính tốt hay là ghen hay là không tin tưởng hay là những nếu như mà ảnh hỏi em một cách vui vẻ thì em cũng vui vẻ chị, còn mà lâu lâu ảnh hay hỏi em tại sao giờ này em ở đó, sao giờ này không ở nhà ngủ đi mà đi tới đó làm gì, thì em hơi bực bội khó chịu. Tại nhiều khi cái nhu cầu của em muốn đi tới chỗ đó bất ngờ, em đâu thể nào em phải điện thoại báo trước. Dạ. Còn vợ em có định vị em giống vậy không? Dạ không? Có. Cái này là em chỉ mới biết á. Tức là tự em trói buộc em vô vòng nó phải không? Còn rồi bây giờ em có ghen em không? Chắc chắn là em phải đi nhiều hơn cũ rồi đó. Dạ không có ghen, nhưng mà hay nói là anh có đi chơi với lại đứa nào không? Hoặc là ví dụ mà sau này anh mà có ví dụ mà có quen ai rồi á thì nhớ báo cho em biết trước để em chuẩn bị. Mà em bực lắm á, thì vợ em nó hay cái suy nghĩ nhiều. Dụ đi dù lâu lâu thì em đi với khách thì cũng hơi về trễ, khoảng tầm có khi 11 giờ mấy mới về. Vợ em tưởng là đi chơi với lại con nào đó tính giờ này mới về.
Mà mỗi lần như vậy là em lại bực mình. Nếu mà có quen một cô bé nào hay là có ngoại tình ở ngoài á thì đâu có thể nào mà anh lo lắng được cho em hay mấy đứa nhỏ hay. Ôi có nhiều người hay lắm á, lo đâu 4-5 người chứ đâu phải lo một người. Trời ơi, 4-5 người lo vẫn chu toàn như thường, việc nhà việc nước cũng như tề da mà dạ, số 1 luôn đó. Mà sao mà vợ em tưởng tượng được điều đó hả? Em coi phim anh. Coi phim mà tưởng tượng gì hả? Dạ, khi ảnh ngồi kế bên em mà em coi phim có cái đoạn đó em thấy trong phim hay mà ở ngoài anh không có là em quay qua em sạc liền. Là coi phim Hàn Quốc nhiều đúng không? Dạ đúng rồi, coi nhập tâm lắm. Mà thường phim Hàn Quốc á, đôi khi á hai chồng cự cãi á, bà vợ tức quá sắp ly bỏ về về nhà. Em có không? Dạ có. Về nhà bên mẹ ở dạ, bao không, lâu? Không bước chân ra khỏi nhà được đâu anh. Thì em cản em đâu có cho đâu. Vậy hả? Ôm dạ. Dạ không ơn mà em đập đồ á, giờ đi đập. đi cái thì anh đập này liền á. Đi đi, em vòng tay vô tường rồi em đập vô cửa rồi này nọ luôn. Bây giờ còn không? Dạ còn anh. Còn luôn à? Càng lúc càng nặng. Bây giờ các bạn có biết là trong chương trình của mình á là sẽ có một chương trình bốc thăm trúng thưởng, không biết đâu chừng các bạn sẽ trúng được một cái tivi hoặc một cái máy giặt hoặc một cái tủ lạnh. Trời ơi, chắc không cho ông này trúng. Không đập hết cái tivi rồi đó anh. Đập hết cái tivi. Cái laptop mà anh bẻ đôi lại gì nè. Bây giờ vẫn còn hả? Không, trước đây thôi, giờ hết rồi. Vậy hả? Tại lúc trước bực lắm, lấy dao về mà cứ một tuần mà đòi đi vậy hoài. Mà cãi nhau mà đòi mấy cái chuyện nhỏ nhặt hay không mà nói mà phật lòng chút xíu rồi không chịu, rồi đùng lên rồi lấy mở tủ rồi bỏ vô vali, bỏ đi đem về. Em cũng giận, anh đâu có cho đâu. Nhưng mà nói thôi trời, mới cưới nhau mà cứ đòi ly dị, đòi về nhà hoài bực. Em mới đóng cửa luôn, em không cho đi. Hoặc là cái họ cái em mới thôi lại em xin lỗi, cái em năn nỉ đó. Mà một tuần em xin lỗi đúng 7 ngày luôn. Hỏi thiệt nha, trước giờ có đập em chưa? Dạ chưa bao giờ. Được. Chưa bao giờ quýnh. Cái đó là nghịch lý lắm em biết không? Hả, mà đánh vợ là không bao giờ mấy kia bể chứ. Em hiểu không? Mà mấy kia bể là không bao giờ đánh vợ. Em vậy thì cái đó có thể gọi là tật xấu của chồng em. Xấu lắm luôn anh. Xấu lắm đúng không? Dạ. Và cái chuyện mà giận một cái là đòi ly dị, đòi xách đồ về nhà mẹ. Dạ. Đó là tật xấu của vợ em. Dạ. Ở ngoài ra còn gì nữa không? Hay bắt nạt em lắm. Dù em hỏi này, em này vậy phải không? Vậy không? Xe qua. Em làm gì em hỏi hoài, anh hỏi hoài bực mình quá đi. Giờ đang có gì đó nạt em đi, nạt hơi luôn á. À. Sao em có nạt lại không? Dạ không, em có nạt ở đâu cái em mềm em nói hết. Ngoài ra còn có tật xấu gì nữa không Tính? Để còn có một cái nữa là có hơi một chút tham lam. Ví dụ nó anh ơi cho em tiền đi siêu thị, nó đưa 300 không đủ, nó đưa thêm 200 đi 500. À. Đó là lấy sẵn thôi nếu mà có tiền. Dạ đúng rồi. Trời ơi, kể ra là tụi em 4 năm rồi mà thấy còn yêu nhau dễ sợ luôn á, qua cách nói chuyện á. Nếu mà em mong muốn là duy nhất một điều muốn chồng thay đổi là cái anh bớt nóng tính đi chị. Còn em? Em chỉ muốn là về đi gặp vợ em cười cái hỏi là anh đi anh về anh làm anh có gì hay sao là em hết mệt liền à. Đúng. Dạ. Với lại đừng suy nghĩ nhiều quá, em suy nghĩ đơn giản thôi mà nhiều lúc suy nghĩ nhiều quá rồi đâm ra là mệt mỏi suy rồi diễn, bị lộn. Dạ đúng rồi. Vậy là cũng hữu tương đó em. Thấy không? Đúng rồi. Đừng suy diễn thì ông này suy bớt diễn không? Thì sẽ không nóng. Dạ. Bớt coi phim lại, ổng vừa về đến nhà là cười cái chào anh cái rồi bảo đảm hết nóng nhé. Dạ. Rồi xin cảm ơn em.